Dạ, lần rớt giá gần đây nhất là năm 2021. 76 kg, 30 mấy ngàn. Với những cái loại nào mà có tờ giấy báo quấn như thế này là giá 2.000 đồng một ký. Với loại không có giấy báo ở phía trước đó là 500 đồng một ký. Cả một vấn đề ha chú ha. Nhưng mà khi hiện nay thanh long đã mất giá rồi thì trên lệch cho dù có 5 ký thì nó cũng không có bao nhiêu tiền hết chú. Tại thì hai anh em mình đang có mặt tại một cái vườn thanh long nằm ngay tại huyện Tân Trụ thuộc tỉnh Long An. Và nhắc tới thanh long thì gần như là bà con đều nghĩ đến là tỉnh Bình Thuận. Nhưng thực tế thì nơi mà thủ phủ của thanh long mà xuất khẩu sang Trung Quốc á, thì nằm ngay tại tỉnh Long An. Và gần như là 50% bà con ở đây thì sống bằng nghề trồng thanh long như thế này. Nãy giờ thì có gặp một cái ông chủ nhà vườn với tổng cộng diện tích của chủ vườn này thì lên đến 20 công thanh long. Hiện giờ thì 20 công này mỗi công mà tính ra bán ra cái giá trung bình á thì chỉ được 1 triệu đồng thôi. Tức là 20 công hiện giờ là chỉ 20 triệu đồng tiền thanh long được thu mua. Những cái trái thanh long nhỏ như thế này chắc chắn sẽ được vứt bỏ tại vì không đạt chuẩn. Và những cái trái thanh long mà mọi người có thể thấy là tương đối đẹp, cũng tương đối thôi nha, thì chỉ có giá 500 đồng thôi. Còn riêng quả này thì có khả năng là có thể xuất khẩu được Trung Quốc với giá 2.000 đồng. Trước khi tình trạng Trung Quốc đóng cửa khẩu thì một quả thanh long như thế này lại có giá 20.000 đồng, tức là gấp 10 lần. Hiện giờ thì có rất nhiều chủ vườn đã phải ngất xỉu và rất là nhiều chủ vườn gọi như buông bỏ hết. Và bây giờ thì mình với anh Bùi Hồ sẽ đi vào vườn thanh long cho mọi người xem được cái quy trình thu hoạch như thế nào nha. Vong có nghĩ tại sao biết tại sao mà những trái thanh long này họ không để trên cây mà họ lại thu hoạch luôn không? Vì sao vậy anh? Khi mà em để những cái trái thanh long ở trên cây á thì cây thanh long nó sẽ nuôi trái, nó sẽ suy và nó sẽ không cho năng suất vào vụ sau. Nên khi mà em thu hoạch một cái cây thanh long á thì em sẽ thu hoạch toàn bộ tất cả trái ở trên đó. Và theo chia sẻ của một chị nhà vườn ở đây á thì mỗi một cây thanh long như thế này tính từ thời điểm bắt đầu thu hoạch cho đến ra trái là 2 tháng 15 ngày. Nhà vườn này thì may mắn hơn so với các cái nhà vườn khác. Tại vì thương lái họ còn nghĩ rằng là bao nhiêu năm gắn bó với họ rồi, thì hôm nay họ coi như họ bỏ cái công ra, họ thu mua giùm và tìm cái nguồn ra, đắp đổi được cái chi phí vận hành, bù lỗ một phần nào đó hay phần đó. Còn các cái nhà vườn xung quanh ở dưới này thì nãy giờ anh em mình cũng có thăm đến tìm hiểu thì gần như là bà con buông xuôi luôn, không thu hoạch, không làm gì hết. Mọi người hình dung như thế này, để ra một cái quả thanh long mà có cái cuốn tay xanh và đẹp như thế này, thẳng thì phải vuốt tốn cái tiền công đó là 35.000 đồng một giờ. Người ta sẽ dùng một cái bao tay, người ta vuốt cho cái cuốn lá nó màu xanh, nó thẳng đứng để tạo ra cái quả hình thù rất là đẹp. Rồi chưa kể những cái tiền công bây giờ hái nè, tiền công vận chuyển nè, còn có khi là gấp bội so với cái tiền mà bán ra. Và phía sau này là một số cô chú đang thu hoạch. Và mọi người sẽ thấy được cái quy trình thu hoạch này. Hồi nãy mình ăn một cái quả thanh long mà mình cảm nhận rằng là thiệt ra thì quả rất là ngọt, nhưng mà ăn trong cái không khí, trong cái tình cảnh như thế này thì gần như nó có một cái vị đắng của ngàn, sự lo lắng. Ngàn ngàn ở cổ ha. Đây, mấy chị ở đây thì đang thu hoạch này. Này là mình cắt hết luôn hả chị? Mấy cái trái mà mấy cái quả nhỏ nhỏ thì mình có bỏ lại không? Lấy nó cũng vẫn lấy luôn, nhưng mà người ta mua hàng dẹt cái gì. Bây giờ mình chỉ cắt rồi mình vô trong kia mình phân loại thôi. Vô lấy nó phân loại. Đây là chủ vườn, hồi nãy mình gặp cái chủ vườn mà thấy ảnh gần như thẫn thờ. Đúng rồi. Và trưa nay thì ảnh ngất xỉu một lần rồi. Đúng rồi, mà gì nổi mà mình. Chị là chủ vườn. Chị không là làm công cho cho lái. Một tiếng vậy chị được bao nhiêu tiền? 35 ngàn. Sáng giờ mình làm được mấy tiếng rồi? Sáng giờ mình cũng 60 tiếng gì à. 6, 180, 200 ngàn. 200. Từ ngày sáng tới giờ đó. Nhưng mà chị thấy sáng giờ thì thấy chủ vườn này như thế nào? Buồn chứ. Lỗ cắm đầu rồi. Nhưng mà 200 ngàn thì sáng giờ chị đã ước lượng được rằng là mình đã thu hoạch bao nhiêu ký không chị? Nói chung là từ hồi sáng giờ á, nếu mà vuông luôn hết cái vườn này á, cái vườn bản vườn này luôn á, thì chắc người ta cũng ước lượng cỡ 8-9 tấn nhỉ. Ở trong cái khu vườn mình thì có bao nhiêu người thu hoạch ha? Ở đâu?
ở trong cái khu vườn của anh này nè. Bao nhiêu người hả? Bây giờ 5 người cắt với 3 người đẩy đó là 8 người. Thì mỗi một ngày thu hoạch như thế là 1 triệu 6 ha. Không, cái người cắt á thì là 35.000 tiếng, còn cái người đẩy người ta phải nhiều tiền hơn. Là anh kia anh đẩy á. Anh đẩy này là phải 40.000. 50.000. Nặng, khiến nặng. Mỗi một ngày làm 8 tiếng thì 50.000 là 400.000. Tùy theo thôi, có khi cái chủ vườn này nhiều mình sẽ làm được một ngày, còn mấy cái chủ vườn ít mình sẽ làm có mấy tiếng thôi là mình hết rồi, mình nghỉ rồi. Cái trái này khá đẹp nè. Trái này là cuốn nó xanh xanh nè. Mỗi một trái như thế thì biết bao nhiêu là tâm huyết của người dân đang bỏ vào đây. Họ hy vọng gần một cái Tết ấm no. Lúc đầu á, khi mà mình với anh Mười Hồ từ Sài Gòn chạy xuống đi ngang vườn thanh long á, mình nghĩ rằng là thanh long rất dễ trồng và rất dễ chăm. Tại vì cây này là cây chịu nắng, cho nên là việc tưới nước cũng không cần nhiều, và thậm chí là cũng không cần bón phân. Nhưng mà nãy giờ tìm hiểu thì chủ vườn mới chia sẻ là tốn rất là nhiều công vuốt để tạo ra những cái cuốn xanh đẹp, và tốn công phân rất là nhiều. Bây giờ giá phân hồi xưa cách đây khoảng 5 năm trước thì mình ước chừng là khoảng 500.000-400.000 một phân tươi, một bao tươi. Thì bây giờ đã lên giá gần 1 triệu, thậm chí 1 triệu mốt. Mà một bao phân như vậy là bằng ngang ngửa với một công đất thanh long trồng hiện giờ bán ra. Buồn ghê trời. Anh, em cân thử cái rổ này bao nhiêu ký hả anh Hồ? Có cân không? Mình ước cân rổ đây. Rổ này hả? Cái rổ này ước lượng đầy chắc chừng cỡ 13-14 ký có. Cho 12 ký. 12 ký tương đương với 12 ngày bán trung bình. Tại vì trong này có hàng giạc nè, hàng 2.000 đồng một ký nè. Bèo ha. Hết muốn nói chuyện. Khổ thiệt. Không thể tả nổi. Tồi mấy nhà vườn quá. Là cây thanh long này bắt buộc là trái lớn trái nhỏ gì mình phải thu hoạch để dưỡng cây hả chị ha? Dạ. Khi mà thanh long nó có giá thì mình thu hoạch cắt như thế này nữa có tiền công có lên không? Dạ không, nhưng mà chủ ta cho mình ăn, cho mình uống. Dạ. Còn không có giá gì thì thấy tội cho tôi vườn. Dạ. Nếu như mà chủ được giá thì những cô chú, những chị này cũng thấy vui, thấy vui lây. Vui lây theo. Dạ. Còn không được giá thì thấy chủ buồn, mình cũng buồn. Mà đó giờ là có lần nào rớt giá như vậy không chị gái? Có. Lần rớt giá thê thảm nhất là mấy năm trước á. Mấy năm luôn. Dạ, lần rớt giá gần đây nhất là năm 2021. Đầu 2021 khi mà chị Thị 16 không đi buôn bán được. Có lỗ không chị giá? Xăng đèn mà có 2.000 ký rồi sao vui cho nổi. Này là không trong đèn luôn á, chủ cũng buồn bã luôn, rút đèn cắt luôn rồi. Dạ. Xăng đèn biết nhiêu tiền ta mà có 2.000 ký. Ở đây thì đa số tỉnh Long An vài năm trở lại đây á thì chuyển cái mô hình cây trồng từ trồng lúa sang trồng thanh long rất là nhiều. Cái biểu tượng của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thủ phủ của thanh long ngồi huyện Tân Trụ này là huyện Châu Thành, đó là thị trấn Tầm Vu, đó là hình thanh long. Và mình đang có mặt tại Tân Trụ, một trong những cái thủ phủ ở Long An, nhưng một nơi mà cũng có khá nhiều đó là huyện Tân Trụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Một nơi cũng trồng cũng khá nhiều nữa anh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Trái này rất đẹp nè anh Hồ. Ồ. Trái này bẫy lại. Trái này gắt thẳng nè, vuốt nè Phong, em có để ý không? Vuốt lên nè. Cuốn rất đẹp ha. Nhưng mà giờ bán 2.000. Chưa được 2.000, 1.500 nếu mà bẫy lại. Nhưng mà trái này được thuộc là loại tốt chứ chị? Dạ. Trái này lồ 1 nè, lồ 1 bán giá 2.000 đồng nè.
À, trái này đẹp hơn, thẳng hơn nào Phong? Ừ. Em thấy không? Trái này là theo quan niệm của người Hoa, người Trung Quốc á, thì ngày Tết là nên đơm những cái trái cây nó màu đỏ thì hiện sự may mắn. Cho nên là nếu mà bán được cái dịp này vào dịp Tết á, bà con nông dân cực kỳ đỡ. Với lại cái cách của người Hoa thì họ thích sự thẳng thốn. Đó, nên là nữ là trái thanh long mà xuất khẩu á, ngoài cái việc mà màu đỏ thì nó còn có sự thẳng thớm, và cái tên của cái quả đó thì nó lại mang một cái ý nghĩa là thanh long. Mà một người Trung Quốc thì lại rất là thích về con gồng. Mình đi một nhạc nữa cho bà con xem ha. Hàng cây này thì hiện giờ vẫn chưa có thu hoạch, nhưng mà trong chiều hôm nay bắt buộc phải thu hoạch để có thể kịp mang đi bán. Và nãy giờ thì mọi người thấy là một cái cần xéo nhựa nhỏ nhỏ với trọng lượng 12kg, cân rợ, và bán ra ước chừng khoảng 12.000 đồng. Và bây giờ thì xe đang thu mua kìa. Mình sẽ qua bên đó một lần nữa cho bà con xem ha, thử là bao nhiêu giỏ và nguyên cả cái xe đó thì bán được bao nhiêu tiền ha. Thanh long nhìn khá là đẹp. Đây là một cái xe khoảng hơn 1 tấn đang vận chuyển lên để mang đi bán. Sẽ có hai dạng, một dạng thì hàng dạt 500 đồng, một dạng thì 2.000 đồng. Và anh Hồ cho mọi người xem cái loại 500 đồng như thế nào và loại 20.000 đồng, 2.000 đồng như thế nào. Ok. Những trên cho bà con xem. Lúc đầu thì mấy anh em cứ nghĩ là cái giỏ này là 40-50 kg, nhưng mà nãy hỏi lại là khoảng 70 kg với giá là 2.000 đồng. Thì giỏ này 70 kg thì bán được 80 kg. 80 kg ha. Cái vỏ mà cái cần xé mà em thấy có giấy báo mà đứng lên á, là người ta đã lựa rồi. Đó là loại 1. Đây là em học. Loại này loại bán giá 2.000 đồng nè. 2.000 đồng. 80 kg tương đương với là 160.000 đồng. Một vỏ như thế này. Đó. Kỹ ghê không? Còn loại này là 500 đồng 1 kg và bán nguyên cái vỏ này 70 kg thì chia ra là 35.000. Một tô phở bằng một vỏ cần xéo như thế này. Buổi sáng mọi người ăn một tô phở thì bà con nông dân thu hoạch được một rổ như thế này, quá bèo. Nhưng mà em có làm một cái bài toán rằng là 35.000 đồng một cần xé thanh long như thế này thì bao nhiêu chi phí đội vô cái cần xé 35.000 này không? Tiền công, tiền hái. Một cái vỏ 35.000 như thế này thì bằng một giờ mấy cô chú đang ngồi vừa vườn thì đang hái này. Thì cho thấy rằng là người ta họ muốn giữ lại cái cây thanh long để nó khỏi bị yếu sức, cho nên bắt buộc phải thu hoạch. Và gần như là bù lại toàn bộ cái chi phí thu hoạch coi như mất trắng luôn. Còn gốc ở đây là thanh long giạt, thanh long bỏ, không có bán, không có làm gì được hết. Và quá nhiều đi, gia súc ăn cũng không nổi, cá cũng không ăn hết, cho nên là sẽ mất bỏ lăn lóc ở ngoài vườn. Không thu hoạch thì cũng không được, mà thu hoạch thì bán giá thì không được bao nhiêu, thậm chí là cả lỗ hơn từ 500 đồng một ký. Tại vì khi mà em không thu hoạch đó thì trái thanh long nó phải bỏ, cây thanh long nó phải bỏ sức ra, nó phải dưỡng cái trái thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng suy. Nên em bắt buộc là phải mướn công nhân họ cắt. Bây giờ thì đang cân đi bán ra, anh chia sẻ cho bà con coi thử là mỗi giỏ bao nhiêu ký chính xác luôn ha. Ok. Sao tám ký. Cái loại này là loại bao nhiêu tiền một ký hả chị? 500 đồng ha. 71 70 ký 35.000. Một cần xé như thế là chỉ có 35.000 đồng thôi.
mà người ta không mua nữa chứ phải người ta mua. Dạ. Chào bạn. Ok lên. Đúng rồi. Nghe 68 mà quăng lên đi. Có chứ. Chào 6. Để có thể cho bao nhiêu ký bán được bao nhiêu tiền hơn không? Kẹt thôi, kẹt thôi. Tấn mình nếu mà 500 đồng 1 ký thì có 500 ngàn à. một xe tải thanh long chỉ có 500 ngàn thôi. Xe tải là 700 ngàn. 700 hả? Một xe nguyên đây, xe này 700 ngàn. Cần máy á. Cần máy. Ờ, trời ơi trời. Chú là nhà vườn hả? Xỉu mới vậy á. Để qua gặp chú tí xíu ha. Chú đang ghi mà. Để chú con chú nhầm nữa. Bữa nay chú thu hoạch hết 20 mẫu không? Sao ra? Không tới. Không tới hả? Sáng giờ chú nhắm nhắm là được bao nhiêu tiền rồi? Chưa tính nữa. Nhưng mà mình 2 tấn mấy hả? Sáng giờ xỉu không ăn uống gì nổi nha. Người nông dân tội không? Mỗi một công như thế là chú xả bao nhiêu bao phân? Một công khoảng 3 bao. 3 bao? Ủa, công bao 2 chứ. Công một bao gửi. Bao gửi thì ngay cả tiền không đủ tiền thanh long rồi. Không đủ tiền một công thanh long bán trái ra không đủ một bao phân rồi. Không đủ. Không đủ tiền công giúp mà. Em đọc cho 73. Sáng giờ chú chưa ăn cơm luôn hả chú? Chưa ăn cơm. À. Mùa trước thì chú có lời nhiều không? Lời được chút đỉnh. Mình đứng ở vị trí này mình sẽ thấy được rằng là cái nỗi khổ của bà con nông dân chủ vườn. Hôm trước thì tụi mình ở ngoài Tân Thanh, ngoài Lạng Sơn thì cũng đã thấy được cái nỗi khổ của chủ xe container, chủ công ty rồi, chủ hàng rồi. Bây giờ mà thấy nước mắt của nông dân này. Và nguyên cả không cái xe được tải. Nước mắt luôn rồi, thôi. Nguyên cả cái xe tải phía sau này. Không biết. Chỉ có giá là 700 ngàn đồng thôi. Ơi, muốn khóc quá. Ở nhà chú thì chỉ trông chờ vào cái vườn thanh long này thôi hả? Không có trồng lúa nữa hả chú ha? Mình chuyển sang mô hình cây trồng thanh long này lâu chưa chú? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Từ khi bắt đầu trồng cho đến khi được thu hoạch thì khoảng bao nhiêu năm chú? 14 tháng. 14 tháng. Rồi sau đó mỗi 2 tháng rưỡi mình thu hoạch một lần. Nhìn cái đôi bàn tay của chú à, mới thấy sự được cái sự cần cỗi chai tay luôn. Chú phải làm. Chú tên gì hả chú hả? Tên Trúc. Chú Trúc hả? Chú đang nói chuyện mình, chú muốn khóc rồi không ơi? 75. Già quá lão rồi. Dạ. Già quá lão rồi, lâu trắng luôn. Nên chú nói không lời, chú nước mắt của chú ngưng lại. Chú chức sáng giờ là chưa ăn uống gì luôn nè mọi người. Và nãy giờ thì chú cũng đã ngất xỉu một lần rồi, giờ mới tỉnh lại. Chú có cần tụi con ghi phụ không? Chú vô ăn một tí gì đi. Thôi để ăn. Phải vô nước biển. Nếu mà 76 kg, 30 mấy ngàn. Với những cái loại nào mà có tờ giấy báo quấn như thế này là giá 2.000 đồng một ký. Với loại không có giấy báo ở phía trước đó là 500 đồng một ký. Nãy giờ tính rợ ra mọi người hình dung là nguyên cả xe tải này 1 tấn 2 thì tầm khoảng 700 ngàn đồng. Điện thoại bà chủ ơi. Hôm nay thì mấy hôm nay thì thương lái lại hỏi mua thanh long mình nhiều không chú? Không có. Không có người lại hỏi luôn hả? À? Cái chị này là thương lái trước đây của chú luôn ha. Anh sợ em hả nhà?
Thì ba mua chuyển về đâu hay chú? Về bên Châu Thành lắm. Châu Thành ha. Tiền Giang. Tiền Giang. Thanh long này là mặt hàng như thế này thì Trung Quốc không mua, mình chỉ sẵn chỉ bán trong nội địa thôi. Và giá 5.000 đồng như thế thì 500 đồng như thế thì phải nói là mình không tưởng tượng được. Hồi nãy giờ không thấy bà xã của chú ha? Không ra. Bây giờ má ông đi cái xe đầu đỡ xe đậu nhiều heo à. Cần nhiêu ký anh? Cần vừa rồi á. 72. Ngày xưa á, Phong khi 77. Con cũng mua lòng luôn. 72. Khi mà thanh long có giá thì trên lệch 1-2 kg đấy, nó là cả một vấn đề ha chú ha. Nhưng mà khi hiện nay thanh long đã mất giá rồi thì trên lệch cho dù có 5 kg thì nó cũng không có bao nhiêu tiền hả chú. Hiện nay thì cái cảm giác của mình với lại em Phong Bụi á, cảm giác hai anh em rất là buồn ngùi nhìn hình ảnh của một người chú, một người nông dân ở tại miền Tây đang phải gia đình chú và gia đình phải lao đao với lại những cái quả thanh long như thế này. Hiện tại thì dạ, quả thanh long như Bùi Hồ đã chia sẻ như thế này, loại 1 thì chỉ có giá là 2.000 đồng và loại thấp nhất thì có giá là 500 đồng, thậm chí là có những quả là không mua. Hôm nay Bùi Hồ với em Phong Bụi có mặt tại huyện Tân Trụ này muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem về cái nỗi niềm của người nông dân đang trồng thanh long vào độ thu hoạch là như thế nào, cũng như muốn góp phần nào đó để mà mong mọi người có thể chia sẻ hết tiếp những khó khăn mà chú chức và gia đình cũng như là nói riêng và cũng như là người dân miền Tây nói chung đang chịu phải cảnh ùn ứ thanh long nha cô bác quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.